đây có rất là nhiều anh chị nhờ mình hướng dẫn làm cái bộ lọc bạc ống 200 á, thì bữa mình đã làm cái video chi tiết rồi. Bữa nay nhân dịp thì một người em nhờ mình hỗ trợ làm giùm thì mình chia sẻ là một lần nữa nha. Đây là hai cái ống mọi người cắt nè, thì bữa mình hướng dẫn cho mọi người, có nghĩa là từ ngay chỗ hộ chánh á mình sẽ nối đường ống ra bên cái ống này. Thì cái bộ này của mình hiện tại bây giờ mình sẽ thiết kế, có nghĩa là để bơm trong hồ nha cả nhà. Cái ống này mình sẽ làm ống lắng và cái ống này sẽ làm ống lọc, và sau đó nước của mình sẽ qua cái dàn lọc tràn. Thì bây giờ cách làm như thế nào mời mọi người xem hết video nha. Chào cả nhà thân yêu của em nha, đây là thức ăn thuốc tím nè, còn đây là vi sinh, đây là chai thuốc trị rận nước với lại trùng mỡ neo á. Hiện tại bây giờ em đang cung cấp những dòng sản phẩm này nha, với là máy bơm nữa. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ với là nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Đây cả nhà, sau 45 phút thì cuối cùng mình cũng đã xong cái đường ống rồi. Đây, quay cho mọi người xem nha. Ở đây thì mình có làm cái đường ống để mình bơm vô nè. Ở đây là lên tầm cỡ khoảng 20cm ha. Cái này ống 60 nè. Anh chị em cô chú xài cái bộ lọc này cho cái bơm tầm cỡ khoảng 4.000 trở lại thôi nha, 5.000 thôi trở lại nha, đừng có lớn quá. 60, ví dụ như cái bơm mình 21, 27 thì lên đây ra bên ngoài á, mình cho lên 60 vào cho nó nhẹ ha. Ở trên đây mình để xi mát nè, cắt xi mát 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp. Thì nước của mình lên đây, nó sẽ gặp vào cái đường ống này, mọi người thấy không? Nó sẽ chéo xuống đây. Đó, ở bên đây là mình có làm cái van xả để mình xả cái cặn. Rồi ở trên đây nè, mọi người mới để Zimax, rồi sau đó mình để nhâm thạch, sứ viên, sứ thanh gì đó. Nước sạch của mình nó sẽ dâng lên, mà khi mà nó dâng lên nó sẽ theo cái đường ống này nè, qua cái dàn lọc tràn của mọi người. Đây mình giấu cái đường ống để cho anh chị em cô chú mình để ở cái bàn làm việc hay phòng khách gì đó cho nó thẩm mỹ. Đó mọi người thấy không? Ngay chỗ này nè, sẽ trả về cái dàn lọc tràn, rồi sau đó trả về hồ. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay áo cho em đó để xem coi là cái bất ngờ như thế nào nha. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong.